Xin chào cả nhà nhé. Đây là vườn bưởi diễn của mình năm vừa rồi, năm 2018 vừa rồi, cách đây khoảng 5-6 tháng, hồi khoảng giữa năm. Tháng 6, tháng 7, tháng 8 gì đấy mình đã ghép. Lúc ghép thì mình đã đăng cái video ghép cái cây bưởi diễn này rồi, cũng nhiều nhiều bạn là đóng góp ý kiến và nó cũng bảo mình là ghép là cắt hơi sâu với cả thế nọ thế kia. Thế nhưng mà thực tế đây, hôm nay mình quay thực tế clip đây nhá, cái cành cây bưởi mà mình đã ghép được khoảng 6-7 tháng. Đấy, phát triển như này, phát triển đẹp không, quá đẹp luôn. Đấy, đây là gốc bưởi giống mới, à gốc bưởi diễn. Đấy, và mình ghép giống bưởi mới, giống mới. Cái giống mới của mình này mình đã tìm ra cái giống này rất là ngon, tuyệt vời, được lựa chọn. Quả múi không khác gì bưởi diễn, nhưng mà có cái đặc điểm dễ so sánh hơn bưởi diễn, đó là ăn không còn đắng, vị đắng nữa, và ăn sớm hơn bưởi diễn. Và cái điều đặc biệt là giúp người trồng bưởi được dễ dàng hơn, đó là cây rất khỏe. Đấy, tí nữa mình sẽ quay sát cành cây để các bạn biết. Đây là thân gốc bưởi diễn nha, gốc diễn cũ này. Đấy này, đấy, đây nó mọc cái mầm này nhá, mầm này gốc bưởi diễn cũ, ta bẻ bỏ đi, cành này bẻ bỏ, không tác dụng gì cả. Đấy, các bạn lưu ý đây là cây bưởi diễn là đã cho bói được khoảng 2-3 năm rồi. Thế nhưng mà mình ghép cải tạo lại là mình ghép để lấy thân nhá, mình ghép thân chứ mình không ghép ngọn. Vì thế cái cành ghép này nó sẽ phát triển, sẽ khoảng mất khoảng 3 năm thì nó mới tiếp tục ra quả. Đấy, bây giờ mình sẽ cho nó phát triển mạnh và để mình lấy thân và tạo tán, sau đấy thì mình mới cho ra quả. Đây các bạn sẽ xem theo dõi này, cái vết vết cắt này, đây cái mắt mắt ghép của mình này, đây, mắt ghép đấy, không cành cành ghép đẹp không ấy, cành ghép mập này mà lên nó phát triển tuyệt vời. Đó, ở bên này đây nhá, thấy chưa, thấy không, bạn nhìn thấy đẹp không, nó quá đẹp luôn. Đấy, đấy nha, các bạn nhìn mắt ghép đó, nhìn này, mặc dù mùa đông giá rét nhưng mà lộc mơn mởn luôn, đang bật lộc. Trước đây thì cái cây bưởi này nó phát triển cũng rất là bình thường, cằn cỗi, quả bé lắm. Tí nữa mình quay cái cây bưởi diễn cũ này. Nhìn đây. Đây này. Đấy, mắt ghép. Mắt ghép lên cái đẹp không? Đó, rất là đẹp nha. Thấy chưa? Đấy, nhìn thấy tốt chưa? Đấy, các chồi ghép đã lên phát triển mạnh trong vòng có mấy tháng thì nó phát triển như này. Mình thì đây, mình chăm bón thì nó cũng bình thường thôi, cũng không phải ghê gớm lắm. Đây nhá, mình quay cái cây bưởi diễn này, nguyên bản này. Đấy, bưởi cành diễn này. Đấy, cành ghép đấy, quả này, quả đầy. Đấy, thực sự là cái quả này trông thì thế này thôi nhưng mà ăn thì nó vẫn có vị đắng các bạn. Ăn vào vẫn có vị đắng. Quả không to lắm. Ở đây bưởi của mình là mình để tự nhiên hoàn toàn, không có thuốc sâu, không phun thuốc, không phun gì cả. Đấy. Đây này,
nhìn gốc này, cũng chả bón cái gì luôn. Thế nhưng mà nói thực sự là cái này giống này ăn là mặc dù bưởi lâu năm rồi nhưng mà có vị có ngọt nhưng mà nó vẫn có một cái vị ngăm ngăm đắng ở trong miệng. Đó. Nên chính vì thế nên mình phải cải tạo và ghép lại hết giống bưởi mới. Nhưng mà thường các bạn hay ghép ở đầu cành này để cho ăn lấy trái ngay. Nhưng mà mình cắt ngang thân và mình ghép từ thân để mình lấy. Đây là cây bưởi giống mới cành chiết nhé, trồng được hơn một năm, khoảng được 15 tháng. Thì cây này đang cao khoảng 2 mét. Đây, tiếp tục quay cây ghép thứ hai. Các bạn nhìn này, mắt ghép này. Đấy, ghép, cắt, ghép này. Đấy, cái mắt ghép. Mắt ghép nó lên đẹp không? Đấy, quay rõ. Đấy, đẹp. Cành khỏe này, cành khỏe không? Còn đây, cành này mới khủng. Đây. Đó. Mắt ghép đây nha. Đó, vết cắt này. Vết cắt đó. Mắt cắt khỏe không? Ui ôi, khỏe thế, cành khỏe. Đó. Đấy. Mình để cái mấy cành này nó khỏe, nó bánh tẻ. Xong rồi mình sẽ tiến hành cắt tạo tán. Đây, vết ghép đấy nhá, vết cắt đấy nhá. Đó. Đây. Mắt ghép này. Đấy chưa? Đấy. Mắt ghép là cành nó phát triển này không? Choáng chưa? Đấy các bạn nhìn xem này. Ui, cái mắt ghép này tuyệt vời. Đấy, nó lên. Đấy, khủng chưa? À. Đấy. Lên cao vút trời luôn. Cao lắm. Đây nữa. Đó. Đấy chưa? Đó, thấy không? Đây các bạn nhìn gốc nhé. Mình không chăm bón gì đâu. Chả chăm bón gì nhiều đâu. Ở đấy, để làm thế đấy. Nó đơn giản thế thôi. Đấy. Thấy chưa? Nhìn này. Đấy. Các mắt ghép mới đang phát triển rất là mạnh để mình làm thành thân chính. Thân chính sau đấy mình sẽ tạo tán. Đấy, xem cây tiếp theo này. Cây tiếp theo này. Đấy, cây này chỗ này vị trí nó ướm hơn cho nên là lên không được quả lắm. Đấy. Cũng rất là ok. Đấy nha. Nhìn này. Đấy, mát ghép lắm. Đấy, lên tuyệt vời. Rồi. Rất mơn mởn luôn. Đấy nha. Đây giống bưởi mới này thì tôm ăn rất là giòn. Màu tôm rất là vàng đẹp. Ngọt nhiều nước. Đảm bảo ăn hết cả quả bưởi không ướt tay. Đấy, cái giống bưởi này của mình là đặc biệt là ăn hết quả bưởi không ướt tay. Đẹp chưa? Nó tuyệt vời luôn. Mình quay clip này cũng để giới thiệu cái thành quả của chính tay mình làm và do cái kiến thức của bản thân mình nhé. Mọi người xem ai thấy không hợp lý hay hợp lý thì cũng nên suy nghĩ đấy là cái ý kiến riêng của mình thôi. Chứ không mình cũng không ấy gì cả. Đấy. Đây là